Đầu tiên là em xin đính chính, em không phải là sư cô. Đúng là em có tu tại gia, nhưng mà em không phải là sư cô. Xin quý anh chị đừng gọi em là sư cô. Tội phước cho em lắm. Mà thêm cái giảm tuổi thọ gì đó, em nghe hay mấy người hay nói vậy đó. Tóc em cạo là trời nắng nóng quá, cạo cho nó mát, dễ gội đầu. Còn quần áo thì chỉ là phương tiện che cái thân thôi. Thì ngồi trước ống kính thì vậy, em phải mặc cho nó chút xíu lịch sự. Thì nhiều khi mấy cái bộ đồ này thì rất là nhiều người mặc mà. Nó chỉ là phương tiện che cái thân mình thôi, chứ đâu có gì gọi là sang trọng, là phải là màu áo, là màu tóc, vì cạo tóc phải là sư cô, và không phải. Bình thường chỉ là người có tâm đạo tu tại gia, đơn giản vậy đi. Nhiều khi á, ta nói nhà giàu bên ngoài phô trương phết đại, nhưng mà bên trong chưa chắc gì nó giống như vậy. Rồi nhiều khi á, bên ngoài nhìn thấy nó sần sòn, rồi nhà cửa nó rách nát, nhưng nhiều khi bên trong nó có nhiều vật quý mà chúng ta cần phải khám phá. Và hơn nữa là khi mà mình một người bạn mời mình tới nhà, mình chưa bước vào nhà bạn mình thì mình đã đoán được là bên trong căn nhà của bạn mình có những vật gì và vật gì. Cái điều đó thì chỉ đoán thôi nha, chưa bước vào nhà thì đã biết được trong đó có gì rồi. Đúng là siêu phàm rồi đấy. Và cái câu chuyện của bé Tường Lam á, em xin kết thúc tại đây. Em biết lâu rồi, nhưng mà không phải em vô đây để sân si, nhưng em làm là có cái ý riêng của em. Cửa đã mở, chúng ta cùng khám phá nha. Có một khán giả chợt nói là không có tiền kiếp. Cái điều này không đúng sự thật. Có tiền kiếp nhé. Khi mà chúng ta nhận ra được cái Phật tánh rồi, chúng ta sẽ thấy được ta là ai và tại sao có tiền kiếp. Nếu không có tiền kiếp thì tại sao có con người liên tục? Khi chúng ta chết đi, nghĩa là chúng ta chỉ bỏ cái xác này thôi, cái linh hồn chúng ta không chết. Đó là cái bài chúng ta học, đó là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, là nguyên cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nói về tự tánh. Khi chúng ta chết, bỏ cái xác này và chúng ta chuyển đổi sự sống của chúng ta qua một cái thân xác mới, đó là chui vào cái bầu thai và làm cái hình hài một em bé, sinh lão bệnh tử. Đó là cái chu kỳ sống của con người, sinh ra người lão, người bệnh, người chết. Cái hình hài này là chỉ chúng ta mượn thôi, mượn tạm thôi, bởi vì chúng ta tạo nghiệp. Tùy theo cái nghiệp thiện nhiều, nghiệp ác nhiều hay sau đó, thì chúng ta đi theo cái phước ít hoặc cái phước nhiều đó mà sanh, tái sanh lại. Có những linh hồn sau khi chết rồi là đầu thai thành thú, thành ngạ quỷ, cây cỏ, đất đá, côn trùng, chứ không phải là không nhé. Rồi châu bò, cầm thú rồi chết chưa phải là hết luôn. Cái linh hồn của chúng vẫn còn, và chúng có thể tái sanh lại làm người nếu chúng biết tu, nhưng nếu không thì chúng tiếp tục ở dạng cầm thú. Sau khi mà mình nhận ra được Phật tánh đi, thì mình sẽ biết có luân hồi chuyển kiếp hay không, và có tiền kiếp hay không. Dạ có. Dạ có ạ. Cái này em lên đây không phải là em sân, nhưng mà thì người ta không biết, mình nói cho người ta biết. Còn những anh chị mà hiểu biết rồi thì em xin chân thành cảm tạ rất là nhiều. Thật ra nhiều khi anh chị thấy những người cạo đầu, mặc áo nhà sư, chưa chắc gì họ tu chân chính. Nhưng mà có rất rất nhiều quý anh chị Phật tử tại gia, nhưng mà cái tâm người ta tu chân chính. Bởi vì ý nguyện của em là tu giải thoát,
Nếu như mà anh chị nào cũng cùng tâm nguyện với em á, thì hãy đồng hành cùng em. Kẻ đi trước dắt người đi sau, kẻ học lớp lá thì dẫn người lớp mầm, kẻ học lớp 1 thì chỉ dắt người lớp mẫu giáo. Nếu ai có cùng tâm nguyện tu giải thoát thì chúng ta hãy đồng hành. Em nguyện, em biết gì em chia sẻ đó, còn những gì em không biết thì em sẽ nói em không biết, bởi vì em chưa thành Phật. Và một câu hỏi mà ba cái, có một người nói màn bao thánh đức này con người sẽ đi đâu về đâu. Đi đâu về đâu là do tự tâm mình làm ra. Địa ngục cũng do tâm làm quấy, về thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, ma hay Phật cũng là tại nó. Nếu như bây giờ chúng ta chưa làm những việc thiện, một việc thiện nhỏ chớ bỏ qua, một việc ác nhỏ chớ nên làm. Chúng ta làm những việc thiện, làm phước bố thí, cúng dường, phóng sanh, lễ Phật, bái sám vân vân, niệm Phật thì chúng ta được phước, nhưng mà phước đó là phước hữu lậu. Nếu như chúng ta được phước thì chúng được sanh về cõi an lành, thí dụ sanh về cõi trời á, thì chúng ta chỉ hưởng phước trong một cái thời gian nào đó thôi, rồi chúng ta sẽ hết phước, và hết phước thì sẽ quay trở lại cõi trần này. Có thể là đầu thai lại làm người, nhưng mà nếu như mà chúng ta cạn phước nữa thì có thể đầu thai ở bất cứ cõi nào, tùy. Còn nếu như chúng ta biết tu thập, ví dụ bây giờ đầu tiên là chúng ta giữ năm giới để làm người, tiếp là chúng ta tu bát chánh đạo và thập thiện nghiệp, thì đồng thời chúng ta quay về cái chân tâm của mình, nhận ra cái biết của mình, kết hợp tất cả những công việc là làm lành bố thí, trì giới, ăn chay, niệm Phật vân vân, mấy cái đó thì chúng ta được sanh lên cõi an lành, đó là cõi Phật, cõi Tây Phương, cõi Phật á. Tùy, tất cả đều do mình chọn. Nếu như mình muốn sanh về cõi an lành thì hãy làm những việc thiện và gán ăn chay niệm Phật, rồi chuyên làm những việc lành, tránh những việc ác. Và cái điều đặc biệt nữa là cái điều quan trọng nhất là phải thành tâm sám hối mọi tội lỗi từ kiếp này, tiền kiếp mình đã gây ra, mình không biết, với nay mình biết rồi, mình nguyện sám hối và không tái phạm những cái việc đó nữa. Thì từ từ cái sự tu hành của ta có tiến bộ thì chúng ta sẽ hiểu được đâu là con đường chánh pháp đi đến sự giải thoát. Nha anh chị. Em có nói là em không bàn luận về chuyện bé tương lai nữa. Nhiều khi cái tương lai của chúng ta chưa chắc gì đã biết. Sinh lão bệnh tử. Hơn nữa đời bây giờ vô thường lắm. Nhiều khi 5 phút sau chúng ta chưa biết là chúng ta sẽ như thế nào, thì có đâu đoán được tương lai của một người khác. Bản thân mình sống bằng một hơi thở ra và một hơi thở vô thì làm sao ta biết được tương lai ngày mai như thế nào. Thôi thì hãy an trú trong chánh niệm, gán trì tâm, làm gì biết đó, niệm Phật thật nhiều vô, theo dõi từng cái cử chỉ hành động trong thân tâm của mình. Đừng có phóng tâm bên ngoài nữa. Bây giờ cảnh bên ngoài không làm ta lay động á, thì lúc đó cái tâm chúng ta đã bệnh, đã định. Còn chúng ta bị cảnh sanh tâm á, thì cái tâm chúng ta chưa có định. Đây là cái kinh nghiệm của em chia sẻ thật. Thì đúng ra thì để giữ được một cái tâm định không phải là dễ. Thì em cũng rớt lên rớt xuống, và em cũng niệm Phật có, và cuối cùng thì khi em cầu ơn trên thì em cảm nhận được là cái bài mà Tây Phương á, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi em niệm cái câu đó rồi, em cảm thấy em bớt vọng tâm. Và cái trong cái đầu em lúc nào là em thường nhớ cái câu mà Nam Mô Tây Phương rất là nhiều. Cũng như niệm Phật hay là niệm bài Tây Phương, tất cả chỉ là phương tiện để giữ cái tâm của mình thanh tịnh, không bị vọng động, không bị những cái khởi niệm tà, khởi cái niệm quấy trong đầu mình nó sinh khởi ra. Niệm là để giống ta là ngăn chặn nó lại thôi.
Thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải quay về cái tự tánh của mình. Bởi vì nhiều khi mình mới tu á, cái tâm của mình nó còn chạy lung tung, bởi vì có những cái đợt suy nghĩ nó như những cái cơn sóng nó cứ cuồn cuộn không thể chấm dứt được. Thì mình phải mượn một cái phương tiện nào đó để cho mình giảm bớt đi cái sự suy nghĩ đó. Mà thay vì chúng ta suy nghĩ lung tung thì làm cái tâm ta không định, thì niệm một câu niệm Phật á, diệt được một cái tâm vọng, thì chúng ta nên niệm. Như lớp trước em có chia sẻ cái bài Tây Phương đó, thì khi niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ước Nhất Thập Nhất Vạn là 39.009.500 thế giới chư Phật giao hộ cho mình và cho tất cả chúng sanh, những ai còn đang thiếu phước. Như em cũng nói, em không phải là sư cô, xin anh chị hãy hoan hỷ và đừng gọi em là sư cô. Có thể gọi em là muội hay là tên của em là được rồi, và xin đừng gọi em là sư cô. Em xin cảm ơn. Biết nói sao bây giờ? Bởi vì người phàm của chúng ta thì hay nhìn vào cái hình tướng để đón sự vật. Em không nói bé Tường Lam là Phật Như Lam, mà em cũng chả nói bé Tường Lam là Phật hay là Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu từ Phật, ý nghĩa của từ Phật là gì và từ Bồ Tát là gì. Phật nghĩa là giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái tâm. Mà tâm là cái gì? Tâm là cái biết, cái nghe, cái thấy. Bởi vì trong mỗi cơ thể con người chúng ta đều có cái Phật tánh giống nhau, không có ai khác cả. Cho dù một người nam, một người nữ, một sư thầy hay là một người phàm bình thường, một ông vua hay là một nông dân, chủng tộc, tôn giáo, màu da, vân vân và vân vân, cho cả người bệnh, người khỏe, người giàu, người nghèo, đều có Phật tánh y chang nhau, không có ai khác cả. Chẳng qua nó chỉ là cái hình tướng bề ngoài thôi. Cũng như em nói, bây giờ anh chị lấy một cái cục đất sét, anh chị nắn ra đi, nắn nhiều loại hình ra, nắn con bò, con trâu, con ngựa, con chó, con thỏ, con mèo, vân vân. Rồi xong anh chị nhồi lại tất cả những cục đất sét đó thành một, nó trở về là đất sét. Anh đặt chị, anh chị khi mà nắn ra, anh chị đặt, anh chị tô đủ màu, anh chị sơn đủ màu, anh đặt cho mỗi con vật, mỗi cái cục đất sét như vậy đó, anh chị nắn ra là một cái tên. Nhưng mà bây giờ chúng ta gom lại chung thành hết thì nó là cục đất sét, nó bỏ đi cái tên của nó. Thì con người mình cũng thấy, mặc dù hình tướng ngoại hình lùn cao thấp bé, sắc tộc già trẻ, rồi người mập người ốm, ngôn ngữ có khác nhau, nhưng mà không có ai khác về cái Phật tánh cả. Cái Phật tánh là cái gì? Không phải là người tu mới có Phật tánh và người không tu không có Phật tánh. Phật nghĩa là giác ngộ, tánh nghĩa là cái biết, cái Phật tánh là rốt ráo của mình, đó là cái tính biết của mình, là cái không sanh không diệt, là Phật tánh. Còn bên đạo Chúa nói là sự sống, thì đó gọi là Phật tánh. Nếu trong tất cả con người trên thế gian này không có Phật tánh, không có sự sống, thì chúng ta không thể sống được. Em nói thế này nè, anh chị biết ăn cơm không? Anh chị thấy được, anh chị cầm nắm được, anh chị nghe những âm thanh được, mắt anh chị thấy được những cái hình tướng, những vật hữu hình ở ngoài, xung quanh ở bên ngoài, anh chị có thể đi, anh chị có thể cảm nhận được cái buồn vui, thương yêu, giận hờn, thì hầu như tất cả con người trên cái cõi trần này ai cũng đều y chang mình. Cái tên cũng giả, hình tướng cũng giả, tiếng nói cũng giả. Cái người làm ra tiếng nói giúp cho mình nói được, cái người đó mới chính thật là mình. Còn cái âm thanh phát ra miệng mình chẳng qua là mượn cái miệng của mình để phát ra âm thanh thôi. Khi mà mình đạt đến cái cảnh giới đại giác ngộ rồi đó, cảnh giới vô ngã, thì chúng ta không cần phải sử dụng tiếng nói như thế này, mà chỉ cần cái tâm khởi lên là cái tâm bên kia đã bắt được rồi. Nó giống như một cái tần số AM, FM vậy đó. Khi mà chúng ta bỏ chấp hết, không còn cái ngã nào ở trần gian này hết, thì
sẽ cùng chúng ta đại giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ cùng với tần số của chư Phật mười phương. Lúc đó khi tâm chúng ta khởi lên thì chư Phật đã nắm được rồi. Và khi chư Phật muốn nói chuyện gì với ta thì đã truyền mà qua cái tâm chứ không còn truyền qua lời nói. Lời nói của mình là người phàm, bắt buộc mình phải nói ra mới nghe được, mới hiểu được, chứ còn không nói thì không ai hiểu, không ai nghe. Mà cái người ở trong cái thân xác phàm này nè, cái ứng thân, cái Phật thân của mình ứng ra cho mình nói chứ không phải cái thân này nói đâu. Cho nên là mình phải cố gắng làm sao để nhận ra được cái Phật tánh của mình. Cái điều đó mới là quan trọng, và giải thoát là giải thoát cái tâm chứ không phải giải thoát cái thân. Cũng như á, bé Tường Lam á, mặc dù á, chúng ta thấy ngoại hình của cô bé là một cô bé mới có 6 tuổi, nhưng mà đối với cái tâm linh á, là cái linh hồn của cô ấy chưa chắc gì đã là cái linh hồn một cô bé. Có thể là cô ấy đã luân chuyển nhiều kiếp rồi và tu rất là nhiều kiếp rồi, cho nên là cô ấy có tuệ. Ý em là như vậy thôi. Còn sự thật vẫn mãi là sự thật, thì mỗi người nói theo một ý. Nhưng mà câu chuyện bé Tường Lam mình không nên bàn nữa. Dư luận đến và dư luận đi. Nếu mà dư luận đến bởi con người thì dư luận đi cũng bởi con người thôi. Vì chúng ta hãy quay về cái chân tâm của mình, quay lại, đừng có quay ra nữa. Quay lại cái tâm mình, tịnh lại, lo tu, tu để giải thoát cho chính mình. Còn những gì mà chúng ta bàn luận ở bên ngoài đó chỉ làm chúng ta phóng tâm thôi. Mà nên nhớ, cũng như các thầy có giảng, khi mình đem bánh mình cho ai đó mà người đó không nhận thì cái phần quà, cái phần bánh nó sẽ thuộc về mình. Thôi thì mình hãy lặng tâm mình lại, mình tu cho chính mình, giải thoát cho chính mình. Chạy theo câu chuyện này hoài thì mình bị phóng tâm. Tất cả chúng ta ai cũng tu thành Phật cả. Hiện tại bây giờ chúng ta là phàm là bởi vì chúng ta còn vô minh. Và khi chúng ta đã giác ngộ rồi thì đó là Phật. Phật chưa thành. Nó có 3 cấp: triệt ngộ, giải ngộ. Nó xin lỗi, sơ ngộ, triệt ngộ và giải ngộ. Khi người mới tu là sơ ngộ, khi nhận ra được cái Phật tánh của mình thì đó là sơ ngộ. Rồi từ từ chúng ta tiếp thu, chúng ta hành đạo từ từ lên thì lúc đó là giải ngộ. Và đi đến rốt ráo đó là triệt ngộ, đó là kiến tánh thành Phật. Còn mình sẽ là Phật gì là mình Phật của mình thôi. Còn những ai mà biết là người đó sẽ là thành Phật gì trong tương lai chứ không phải là thành Phật hiện tại. Cái cô Tường Lam nói là cô sẽ là thành Phật Như Lam trong tương lai. Hiện tại bây giờ cái tâm của cô ấy vẫn là tâm Phật, giống như chúng ta, không có khác gì. Sự sống của cô ấy cũng là Phật tánh như mình. Thì cô ấy có tuệ. Có tuệ, em nói cô ấy có tuệ thôi. Đơn giản là vậy đi. Còn cái chuyện mà mẹ của cô bé dựng chuyện hay không á, bởi vì chúng ta không nên đi sâu quá. Mắt thấy tai nghe chưa chắc gì đã thật, huống chi là mình là người ngoài cuộc, mình chỉ đoán. Trong cái thời gian mình đoán làm cho cái tâm mình đầy phiền não. Thôi thì mình hãy gạt qua một bên và cố gắng quay về cái chân tâm của mình, niệm Phật nhiều vô để cho cái tâm mình nó quên đi cái chuyện đó. Chứ mình phóng cái tâm mình chạy theo cái chuyện này, cuối cùng mình là người đau khổ chứ không phải người ta đâu có trả lời đâu. Nhớ anh chị cố gắng lên ha. Tại vì em có đầy đủ hết mấy cái câu hỏi mà anh chị nè, cho nên là em phải... Tu hình tướng không thành Phật sao? Chúng ta phải hiểu thế nào là tu hình tướng, thế nào là tu vô vi. Cái tướng của em nó chỉ là cái xác phàm thôi, còn tu hình tướng là như thế này nè, cũng như anh chị vậy đó. Anh chị có cái tướng nhưng mà cái tướng này tướng giả tạm chúng ta mượn thôi, còn tu á là cái tâm mình mới biết tu, còn cái tướng này không biết tu đâu. Là thí dụ em nói tu hình tướng thế này nè. Ngồi thiền nè. Bái sám nè, tụng kinh nè, xây chùa nè, tác tượng Phật nè. Chúng ta lại Phật, lại tượng Phật. Rồi chúng ta
đi kinh hành, vân vân, cái đó đều là tu hình tướng, tu bên ngoài. Thí dụ bây giờ em nói cho anh chị nghe một cái vòng tròn, nó có một cái điểm tâm ngay chính giữa, mà chúng ta không đi vào ngay cái trung tâm của nó, mà chúng ta cứ đi vòng 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 bên ngoài, chúng ta mượn những cái pháp môn đó để tu cầu giải thoát. Nhưng mà giải thoát là giải thoát cái tâm, chứ không phải giải thoát cái tướng. Thiền là trạng thái thanh tịnh của tâm, khi tâm giữ tâm thanh tịnh tức là thiền. Thí dụ bây giờ anh chị dùng cái thiền đi ha, anh chị ngồi bất động là khoảng 2 tiếng, thấy cái thân xác không cọ động, không nhúc nhích, thì anh nghĩ đó là chắc cái tâm của người này định. Nhưng mà chưa chắc. Nhiều khi cái thân người ta ngồi như vậy, nhưng mà cái tâm của người ta động, người ta suy nghĩ lung tung trong đó, mình không biết được đâu. Cho nên á, bây giờ thiền bằng cách là đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng thiền, làm gì biết đó, suy nghĩ gì biết đó, quấy, khởi niệm quấy biết niệm quấy, khởi niệm lành biết niệm lành, mình không chạy theo niệm quấy, không chạy theo niệm lành. Ví dụ như bây giờ mình thấy những cái vật xung quanh đi, giữa hai cái cảnh xấu và đẹp, mình không chơi xấu, mình không khen đẹp. Mà thí dụ như người ta khen mình đẹp, người ta khen mình đẹp, mình không khởi niệm vui. Mà lỡ mình xấu, người ta chê mình xấu, mình không khởi niệm buồn, nghĩa là thiền đó là định đó. Khi mình ngồi thiền nghĩa là mình giữ cái tâm mình định lại thôi. Bây giờ mình thấy cảnh không sanh tâm, nghĩa là thiền là định đó. Chứ đâu phải là ngồi cái thân xác là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đó là định, là thiền đâu, đâu phải. Thiền là thiền cái tâm chứ không phải thiền cái thân. Thiền là thiền cái tâm. Còn niệm Phật như em nói á, tụng kinh niệm Phật hay là cầu chú gì đó, tất cả đều là phương tiện thôi, để đưa đến con đường là chúng ta nhận ra Phật tánh của mình, đi quay về căn nhà xưa của mình. Tùy theo phương tiện, nếu như mà anh chị cảm thấy cái phương tiện nào mà có thể tốt cho mình thì mình cứ tu. Nhưng muốn giải thoát thì phải quay về cái chân tâm của mình. Còn muốn tu mà để lên cõi trời thì làm tất cả những việc thiện, giữ giới làm lành, đánh giữ. Cái chiếc áo như em có chia sẻ, tất cả đều là cái phương tiện để che thân. Và cái đầu của em thì em cũng nói rồi, như là do nóng quá cạo cho nó mát. Chỉ thế thôi. Khi mình tu á, mình sẽ mất nhiều hơn là được. Tu mà mình còn nghĩ là mình được cái này, được cái kia thì tu bị tu sai. Còn mình tu mà mình mất nhiều đi hơn là được, thì mình đó là mình tu đúng. Tu mà mình cảm thấy một ngày mình có đầy đủ tuệ, mình hiểu được nhiều kinh Phật, nghe Pháp, thông Pháp, thì cái đó là tu đúng. Còn tu mà theo mà kiểu như lệch bên cái tà đạo thì chúng ta sẽ không hiểu những lời của Phật nói đâu. Có hiểu đi chăng là hiểu ở ngoài cái sự thôi. Còn cái chân lý vĩnh hằng của Ngài Bổn Sư Thích Ca nói và Đức Thầy nói thì chúng ta cần phải tu tỉnh mới cái hiểu được. Nói không đơn giản là chỉ những câu triết lý ở bên ngoài đâu. Thấy cảnh mà không sanh tâm là như thế này, em cũng vừa chia sẻ rồi đó. Bây giờ thì những anh chị em phụ nữ mình hay là thích đi mua sắm nha. Khi mình đi tới cái tiệm quần áo đó, mà cái tiệm mà thường xuyên mình tới mua quần áo và những món mình thích nhất, mà bây giờ hôm nay mình tới đó, mình đã có tu rồi, mình tới đó mình cũng thấy những món đồ mình thích nữa. Nhưng mà khi này mình tự nhắc lại bản thân mình là hôm nay mình tu rồi, mình hứa với lòng mình là mình không mua những món này nữa. Bởi vì biết đủ thì mọi thứ sẽ đủ. Thì lúc đó, ngay lúc đó, cái tâm của chúng ta sẽ rời cái cửa hàng đó đi lại. Và cũng như thí dụ bây giờ anh thấy người ta, anh chị thấy người ta có một chiếc xe hơi đẹp, và mình cũng gán mình làm, mình về mình làm sao để mua sắm chiếc xe giống như vậy đó. Nghĩa là cảnh sanh tâm rồi đó. Mình chạy theo cái cảnh đó, bây giờ mình thấy xe đẹp, mình không muốn mua nữa thì cái xe đó đâu có thuộc về mình. Hoặc là có hai mùi, một mùi hương thối, một mùi hương là dễ chịu. Khi mà anh chị đi đến một cái nơi nào một mùi hương dễ chịu, anh chị thường có cảm giác là hít thở thật sâu để ngửi được cái mùi đó. Và khi mà đi tới cái chỗ nào mà thối thì anh chị lại la làng, ôi thối quá, bịt mũi chạy trốn.
đó là cảnh sanh tâm đó. Thay vì bây giờ khi mình chưa biết tu thì mình hay có cái cảm giác như vậy, bây giờ mình biết tu rồi, mình đi thơm thì là mình biết thơm, thối mình biết thối, mình đừng chê, mình đừng khen. Dĩ nhiên là mình biết chê, mình biết khen, nhưng mình chỉ biết trong tâm mình thôi, đừng khởi ra ngoài, mình nói cái ra cái ngoài miệng mình. Thì lúc đó mình giữ định rồi đó. Ví dụ như mình thấy cái mùi hương này thơm quá, mình nói trời ơi thơm quá. Cái đi khúc kia nói thúi quá, trời ơi thúi quá, gì thúi quá, thúi quá. Đó là cảnh sanh tâm đó, bây giờ mình không cần nữa. Biết thúi, biết thơm, nhưng mà chúng ta không khen, không chê. Như em nói ngay từ lúc đầu, chưa vào nhà một người bạn thì không nên vội kết luận là trong nhà đó có bao nhiêu vật dụng và có những món gì món gì. Cửa đã mở, chúng ta hãy cùng khám phá. Đúng với sai không phải là chúng ta không biết. Tất nhiên là chúng ta vẫn biết đúng, vẫn biết sai, nhưng mà chúng ta không chạy bên đúng và chúng ta không chạy bên sai. Cũng như anh chị biết bên này tà, bên này chánh, bây giờ anh chị bỏ tà, anh chị theo chánh. Nghĩa là mình không tu theo tà đạo thì mình tu theo chánh đạo, mà tu theo chánh đạo á thì mình chỉ được lên cõi trời. Còn bây giờ mình vượt thoát cả tà cả chánh, nghĩa là mình đi ngay chính giữa, ngay con đường trung đạo, thì mình được giải thoát lên cõi Phật. Chứ không phải là mình không biết. Tại vì mình là con người, mình có cái biết, tất nhiên là mình biết rồi, nhưng mà mình không chạy theo bên nào hết. Cũng như người ta khen mình thì mình vẫn nghe, mà người ta chê mình vẫn nghe. Mình đừng có gì người ta khen mình, mình khởi tâm vui mừng. Còn ta chê mình lại khởi tâm ghét, không ưa, hờn giận, thì chúng ta vẫn bị vướng mắc. Bây giờ em nói bây giờ nè, mình bỏ tà, mình theo chánh, mình vẫn còn theo, thì mình đâu có giải thoát được. Bây giờ không theo tà, không theo chánh, biết tà, biết chánh, nhưng mình không chạy theo nó, thì chúng ta giải thoát. Hai bên là một con đường. Con đường có hai bên, hai cái, xin lỗi, một con đường lối đi và có hai bên. Thí dụ như bên này nhà cửa xe cộ đầy đàn ở trên, còn bên kia là nhà nghèo. Bây giờ chúng ta bỏ sớm nhà nghèo, chúng ta chạy qua sớm nhà giàu. Nghĩa là chúng ta bị vướng lại cái chỗ sớm nhà giàu rồi. Còn bây giờ chúng ta tu rồi, nghĩa là chúng ta không theo cái, không có chơi, không bỏ sớm nhà nghèo, mà chúng ta cũng chạy theo sớm nhà giàu nữa. Chúng ta đi con đường chạy thẳng để đến cuối đường hầm là có ánh sáng, là giải thoát. Có nhiều khi á, nhà mình thì rác đầy, không có lo dọn dẹp, mà cứ đi lại nhà hàng xóm bươi móc từng cọng rác về để mà soi mói những cái con sâu con bọ trong nhà người ta. Cái người uống nước á, cái người đó mới cảm nhận được cái nước đó nóng hay lạnh. Còn cái người ở bên ngoài vậy là người đón thôi. Thì không nên. Bởi vì tu là tu cho chính mình, chứ không phải tu cho ai hết. Giải thoát là giải thoát cho chính mình, chứ không phải giải thoát cho người khác. Niệm Phật cũng niệm cho chính mình, chứ không phải niệm cho các vị Phật. Bởi vì cái tâm của chúng ta vốn là loạn động, thì chúng ta mượn những câu niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân và vân vân. Khi chúng ta khởi lên cái câu, những câu niệm như vậy, thì cái tâm chúng ta nó bớt đi cái sanh niệm khởi tà ở trong cái tâm chúng ta. Thay vì á, có nhiều người niệm cái câu Nam Mô Di Đà Phật là nghĩ là sẽ thấy được Phật ở Di Đà, và trong tâm lúc nào cũng khởi lên. Mà nếu khởi lên như vậy á, thì dễ bị những cái tần số của ma vương, ma này ma nọ ma kia khởi lên, thì nó dễ đến, nó gặp chúng ta và nó xâm nhập, nó làm cho chúng ta khởi. Mà khi khởi lên rồi mà giữ lại chánh niệm thì rất là khó. Cho nên đó là lý do tại sao á, là chúng ta không nên khởi tà, mà cũng không nên khởi chánh. Giữ cái tâm luôn luôn bất động, thanh tịnh, lặng lẽ, sáng biết. Việc gì đến thì chúng ta cứ biết. Cũng như câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô là quy mạng cung kính, cứu ngã.
A nghĩa là vô lượng quang, Đà là vô lượng thọ. Xin lỗi, Di là vô lượng thọ, Đà là vô lượng công đức, Phật là giác ngộ. Cái vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của Ngài A Di Đà giác ngộ chính là cái gì? Phật là giác ngộ chính là cái biết. Cái biết của Ngài có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Bởi vì Ngài đã là người đại giác ngộ toàn năng, đạt cái cảnh giới vô ngã, là kiến tánh thành Phật. Và chúng ta cũng có cái A-di-đà như Ngài Phật A-di-đà. Chúng ta cũng có cái tánh biết. Và chúng ta cũng có cái tánh giác. Mà chúng ta vì là chúng ta bị nhiễm ở dưới cõi trần này nhiều quá, rồi bây giờ chúng ta quên đi con đường về nhà. Cho nên muốn được đi về nhà thì bây giờ chúng ta phải quay lại chân tâm của mình. Giống như là một cái vật gì đó nó bị bụi bặm nó bám lấy là mấy ngàn năm, mấy trăm năm rồi. Bây giờ chúng ta phải lau rửa từ từ, lau làm sao cho đến khi mà cái vật đó nó sáng bóng lên, thì lúc đó cái tuệ chúng ta sẽ tỏa sáng. Và lúc đó thì chúng ta mới chính thức được giác ngộ. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn còn nhiễm trần. Nhưng nếu chúng ta cố gắng á, mỗi một ngày chúng ta cố gắng một chút, tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa. Đừng có kiểu như mà một ngày mình tu mà 10 ngày không tu, thì cái tuệ của chúng ta lâu có lắm. Bởi vì muốn mài gươm á, thì phải chiên cần. Khi mà mài đến thanh gươm nó sáng rồi thì nó sẽ lé lên cái hình của chúng ta trong đó. Chúng ta thấy được cái hình ta trong thanh gươm luôn. Thì con đường tu nó cũng vậy đó. Chúng ta chuyên cần mỗi ngày, thì bây giờ chúng ta là tự giác đi. Thì khi mà chúng ta chuyên cần tu thì chắc chắn là cõi giác tha sẽ có ơn trên độ. Mỗi ngày luôn niệm Phật, mỗi ngày luôn ăn chay làm lành lánh dữ, vân vân, rất là nhiều phương tiện để chúng ta tu. Nếu như anh chị nào mà mới vào con đường tu á, cần em giúp đỡ thì cứ liên hệ với em. Sẵn sàng giúp đỡ trong những cái khả năng mà em có được. Nhớ anh chị đừng ngần ngại nha. Em ở Linh đây em không có dụng lợi gì, cũng không tiền mà cũng không cần nổi tiếng. Nhưng mà có những cái cảm giác em phải làm như vậy để cùng chia sẻ với ơn trên, giúp được một người mà giác ngộ thì đó là một điều tốt cho mình, chứ không có gì hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Em xin kính chỉ đạo.